Em thì Trao đang có mặt tại Trao và em Đá Tai Mèo đang có mặt tại Mường Tè, Lai Châu, một trong những cái vùng đất xa xôi hẻo lánh nhất. Và bây giờ đang là giờ buổi trưa và cũng đang nhỡ đường, nhỡ cơm. Chỗ này thì nó hẻo lánh quá, không có hàng quán gì cả, nên là mình đã chuẩn bị được hai hộp mì tôm nho nhỏ. Tiện qua đây có một cái dòng suối rất là xinh đẹp như này thì quyết định là hạ đồ để nấu một bát mì tôm ăn. Và cũng rất là thú vị gặp hai cậu bé này đang đi hái chít. Này, ăn mì tôm không? Ăn mì tôm với anh không? Hả? Đi hái chít à? Đi lấy chít à? Hai đứa ăn mì tôm không? Ăn này không? Hả? Hai thằng có đi học không? Có đi học không? Không đi học à? Bọn em là người gì? Người dân tộc gì? Em La Hủ à? Là hộ nhà ở đâu? Nhà chỗ tái định cư ngoài này à? Ăn mì tôm không? Anh lấy thêm để nấu ăn nhá. Ăn không? Có gì? Nhưng mà anh chỉ có 3 hộp đây, 4 người mới làm nào. Anh chỉ còn đúng 3 hộp. Thế hai thằng ăn chung một hộp nhá, được không? Ờ, thế để tí nữa anh lấy thêm hộp thế. Bẻ đeo chỗ nào đi xuống suối, chỗ nào để nấu được cũng nhỉ? Cái suối này thì nước rất là trong. Giờ không biết là mình nên ăn ở chỗ nào ta. Thế bẻ chít đi xong rồi tí ra ăn mì với anh nhá. Không thằng nào đi học à? Không học, học hết mầm non này à? Mẫu giáo à, lớp 1 không học à? Ồ, đây các bạn ấy là bỏ học và đi lao động từ rất là sớm. Ồ, cái dòng suối này đẹp thật đấy. Mình sẽ tìm một cái chỗ phù hợp. Bỏ hay bỏ giày ra, đi ra chỗ giữa kia anh. Nhưng mà ướt. Bỏ giày. Bỏ giày á? Ừ. Thế bỏ giày ra đi nhỉ? Mặc dù hôm nay đi chưa gặp được cái gì hay và cũng chưa quay được gì, nhưng mà gặp cái dòng suối này hay quá. Với cả đang đói. Hai thằng cứ bẻ chít đi xong rồi tí xuống ăn mì tôm với anh nhá. Để anh đi lấy thêm thôi nhá. Đây, Trao đã bỏ giày ra để lội suối. À, hơi tiếc một chút là chỉ còn 3 hộp mì mà lại có hộp mì mini nữa chứ. Không có hộp mì to. Ôi ơi. Ôi giời ơi. Rồi, chú Tuân đi lấy thêm mì đi. Xuống đây, hay xuống đây chơi tí lấy chít sau. Xuống đây. Đi đi, xuống đi. Ngại gì, xuống đây. Nhanh. Hai cậu bé người La Hủ. Chưa ăn gì đâu, hai thằng chưa ăn gì đâu đúng không? Ăn gì chưa? Hả? Để anh đi lấy thêm mì tôm cho nhá. Đây, lội suối sang đây. Hai cậu bé người La Hủ đã dừng công việc hái chít rồi. Đi sang. Chú lấy thêm mì tôm cho rồi. À, uống tạm hai lọ sữa này. Này. Đấy. Này. Cầm lấy, cầm lấy. Cầm lấy. Đi sang, sang đây. Hai bé chắc là ngại. Ui. Những cái vùng đất như này thì có những cái dòng suối còn rất là trong lành và rất là mát luôn. Ui, nước mát lạnh luôn anh nhỉ? Nước mát lạnh luôn. Giờ thì ta sẽ múc nước. Đây. Cháu tên là gì? Hả? À? Cháu tên là gì nào? Ờ, những cô bé, cậu bé này không đi học nên là khó để nói chuyện. Ơ, sao lại sang đấy rồi? Ở đây chứ. Khó giao tiếp với nhau lắm. Đây là dòng suối. Nước trông có vẻ trong nhưng mà múc trong nhỉ anh nhỉ? Không biết là suối này có cá hay không nhưng mà nước cực kỳ trong luôn. Có vẻ như là hai cậu bé lại không ăn à? Lắc đầu không ăn à? Ôi giời ơi. Ừ.
Người ta mời chân thành thế mà không ăn. Hay là nó thấy mình múc nước suối nó sợ nhỉ? Không, nó... Thôi được rồi, thôi kệ các bạn ấy đi. Nó lại trả cả sữa luôn, không dám uống luôn này. Ơ, không lấy à? Này, wow, người tung cũng giỏi và người bắt cũng siêu. Biết là cái bộ đồ này lâu rồi không sử dụng còn được không, biết còn được không? Được. Cháy không anh? Cháy. Thế thôi, hai cậu bé lại định không ăn mì. Cát này. Nhưng mà cái nước này nó trông nó trong mà nó lại không, nó lại nhiều bụi ấy. Mình đang khá là nghi ngờ vì thấy hai cậu bé cậu không dám ăn mì tôm với mình. Chắc là chúng nó sợ nguồn nước này có vấn đề gì chăng, nhưng mà thôi. Mình nghĩ là cũng chả vấn đề gì. Đun lên là chín hết đấy. Lần múc thứ hai nhưng mà thôi. Được rồi đấy. Hơi trong nhiều, hơi trong nhiều. Hơn rồi. Mọi người mà đi vùng cao nhiều thì cái bếp ga mini này rất là tiện lợi luôn. Chỉ cần một bình ga này, một cái bếp với cả một cái nồi là ăn mì tôm được mọi lúc mọi nơi. Mì tôm là cái thứ phải gọi là nhanh gọn hiệu quả nhất cho những chuyến hành trình như này. Mấy giờ rồi anh? 12 giờ. Cứ tưởng là mời được hai cậu bé người La Hủ gói mì tôm. Nhưng mà chúng nó, mình nghĩ là bởi vì các bạn ấy không đi học nên là nó có cái sự, có cái khoảng cách nhất định, các bạn ấy sợ nhát. Hoặc kiểu... là cái suối này, mình vẫn đang thiên về khả năng là cái suối này có vấn đề gì đấy mà chúng nó không dám uống cái nước này chăng. Nhìn thấy mình múc nước suối phát là bỏ đi luôn. Không hiểu là lý do là như thế nào. Không, em nghĩ là kiểu mình là người lạ ấy. Khả năng là nó cũng đề phòng nhỉ. Đói quá, quý vị ơi, mày ăn hai gói không? Hả? Hay ăn một hồ gói được? Một gói cũng được. Ăn mì sa tế hay là mì chua cay? Sa tế đi. Em bóc chua cay mất rồi. Ăn nào đây? Hả? Ăn nào? Sa tế đi. Sa tế nhá. Còn gọn rác một tí mình đốt. Mà cái mì ly này là thực ra là trao mua là để kiểu những lúc mà nó đói dở đói rang, nó cũng không phải để dành cho ăn trưa, nhưng mà trưa nay thì đúng là mình hết sạch ấy, hết sạch lương thực dự trữ rồi nên là bé cũng phải ăn. Cơ bản là tại vì mình hỏi người dân ấy, đi vào trong cái khu dân cư ở trong kia còn quá xa ấy mọi người, nên là thôi anh em mình quyết định ăn tạm mì gói. Bình thường thì mình sẽ gạ bà con bán gà xong rồi nấu cơm ăn cùng gia đình. Đấy là cái trò, cái chiêu của Chao Vlog. Hay rủ bà con bắt gà mổ ăn. Đó là mình cũng gửi tiền hết thôi, nhưng mà kiểu thông qua bữa ăn thì chúng ta cũng hiểu được phần nào về cái đời sống của một gia đình nào đấy. Cả cái tiếp xúc với cái dân tộc người đồng bào La Hủ này thì cũng là lần đầu tiên ấy, thế nhỉ? Cũng chưa hiểu được là cái phong tục tập quán của họ như thế nào. Chưa hiểu cái cá tính của họ. Nhưng mà có một cái điểm chung là mình thấy rất ít người đi học, đang rất khó để giao tiếp với nhau. Nhanh phết không ạ? Bắt đầu xuôi đấy nhỉ.
Đói quá. Ở đây là không sóng, không mạng, không cả 2G luôn, không có một cái gì cả. Điện thì không biết là có không, nhưng mà cơ bản là rừng núi hoang vu, rừng thiêng nước độc. Một nơi mà xa xôi nhất của huyện Mường Tè, Lai Châu. Mường Tè nó đã là xa xôi rồi, nhưng mà những cái xã, những cái vùng đất này nó còn xa nữa. Nó gần như là điểm cuối rồi, khu vực này nó cũng, nếu mà chúng tôi đi quá nữa là sẽ chạm với biên giới với Trung Quốc, chạm mốc với Trung Quốc. Đây là một vùng biên mà. Ôi, nắng lên rồi. Nên lại chuyển vào chỗ kia. Hay. Thôi không chuyển bếp nữa. Tí nó lại dâm mà nhiều mây. Đói rồi không chuyển nữa đâu. Nào cho đám mây để che bầu trời đi nào. Rồi. Hộp mì bé thì mình ăn 3 hộp một lúc vậy. Tí chia đều một cái hộp này ra thành 2 nữa là xong. Ăn một hộp thì đói. Thì từ giờ sau khi sau bữa trưa tạm ngày hôm nay thì mình sẽ bắt đầu chinh phục bản làng của người La Hủ. Cũng cần rất nhiều năng lượng. Ô, bỏng quá. Nhưng mà người theo dõi anh sao vlog nhiều thì cũng biết anh sao là một đầu bếp rất là tài năng. Món gì anh cũng nấu được. Ngon hay không thôi. Ăn được hay không lại là một câu chuyện khác. Ê, bỏng thế nhỉ. Cái khoai hôm nay bỏng thế nhỉ. Nhưng mà em chưa thấy ai chê anh nấu bao giờ đâu nhá. Cả bà con hấu chua. Chê thì nhịn. Kiểu không có lựa chọn ấy, bị ép phải ăn ấy. Chê là sao tự ái không nấu nữa nên là không dám chê. Đấy là suy nghĩ của mình, nhưng có thể là ngon thật. Còn bác nào mà muốn trải nghiệm cha vlog nấu ăn thì có thể đi cùng mình một chuyến. 3 phút nữa thôi là được ăn. Đáng quá. Ok chưa? Chờ đợi một lúc nữa là món mì chín là hai anh em mình sẽ quánh xén này. Hồi này là để mãi trong thùng mà nó không dỉ thế nào. Nồi này cũng là nồi được tặng thôi, cũng không phải là nồi mua đâu. Nhân bộ nồi này là được tặng, mua từ Hàn Quốc về. Hãng Casani Italy, nếu mà mọi người thích thì có thể tìm mua. Nồi này thì cha cũng được tặng thôi, là nó là một bộ nồi mà có 4-5 cái. Nên mình chỉ dùng một cái như này thôi. Đấy, hiệu của nó là Casani Italy. Nhưng mà made in China nhưng mà lại mua từ Hàn Quốc. Nhưng mà lại là Italy, thương hiệu của Italy. Sản xuất ở Trung Quốc, bán ở Hàn Quốc. Một cái vòng luẩn quẩn khá là khó hiểu của những cái đồ gia dụng. Wow. Người ta bảo là một miếng khi đói bằng cả gói khi no, đúng thật. Bây giờ đang đói một hộp mì nho nhỏ này thôi mà cũng khiến cái bao tử của mình nó rung động. Đặc biệt là cái mùi mì hào hào rất là thơm. Không hiểu tại sao người ta có thể sản xuất ra cái loại mì nó ngon như vậy. Có một cái câu chuyện rất là vui. Cái dạo gần đây là mì thanh long cà ti, lần đầu tiên trái thanh long có trong mì tôm ấy, thì đấy là một cái chiến lược marketing rất là viral. Nhưng mà khi mà nhắc đến mì tôm ấy thì lại có một cái câu chuyện khác. Ví dụ là khi mà người ta nói là mì tôm ấy thì người ta sẽ nghĩ đến rất nhiều loại. Nhưng mà ví dụ khi mà mình bảo rằng là mày ơi cho tao gói hảo hảo thì người ta hiểu rằng đó là mì tôm rồi. Đấy. Là cái mì tôm nó đã ăn sâu vào cái hảo hảo
Tức là nhắc đến mì tôm là người ta nghĩ đến Hảo Hảo, người ta không nghĩ đến những cái dòng khác. Mày ơi, đưa tao gói Hảo Hảo là người ta biết là đưa tao gói mì tôm. Còn nó giống như là cái xe máy Honda ấy, nó cũng ăn sâu vào cái tâm trí của người Việt. Nếu các bạn đi vào miền trong thì dù có là xe Yamaha hay là xe gì khác thì người ta vẫn gọi là xe Honda, Honda đấy. Nó rất là thú vị ở chỗ đấy. Có những cái sản phẩm mà nó đã đi vào trong tiềm thức của người dân Việt Nam rồi. Ngày hôm nay thì cũng là một cái sản phẩm như vậy, mì Hảo Hảo. Rất là ngon. Của em là hương vị bò sa tế. Rồi, ngon. Này có quả trứng rất là tốt nhỉ. Ăn này lại nhớ những bữa cơm của ăn cùng dân bản. Gà rồi thì thịt lợn. Không phải ai cũng sướng như mình đâu, mặc dù ăn mì thôi nhưng mà mình được nghe tiếng suối róc rách cũng rất là sướng. Thời tiết mát mẻ dễ chịu. Cơ bản là trong cái hoàn cảnh này cũng không có nhiều sự lựa chọn. Ngon. Ui, cái suối này mát thật. Cái Hào Hào này vẫn ngon hơn này. Cái chua cay này chắc chắn là ngon hơn cái sa tế. Tùy khẩu vị của từng người chứ. Ngon hơn mà. Câu chuyện ẩm thực nó là tùy khẩu vị từng người này ạ. Anh thích chua cay nhưng mà em lại thích sa tế. Này cứ ăn chua cay cũng đi. Kiểu gì cũng chán sa tế. Ngon quá. Đứng ngồi không yên vì hộp mì tôm ngon quá. Ok. Chua cay đây, ăn chua cay mà. Được chưa? Tí nước nữa nhé. Ok chưa? Ngon hơn không? Ngon hơn mà. Ngon hơn. Cái vị chua cay của Hảo Hảo nó vẫn là đỉnh nhất. Hành trình vùng cao cùng mì Hảo Hảo. Hai anh em mình ăn 3 hộp là vừa luôn đấy. Nhưng mà muốn chia cho hai bé kia ấy. Em nó sợ nó chả. Có của ngon ăn chung mới vui.
Xoay xoay xoay. Rồi rồi. Rồi. Ngon quá các bạn. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn gia đình. Cậu ăn hết cái ấy à? Thôi thế. Ăn hết cái ừ, biết rồi xong rồi. Cái gì nhỉ? Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Rác đốt được không nhỉ? Đốt không cháy đâu. Bây giờ tôi cứ cầm lên xe đi, xong thì bó vào cái gì đấy, cho vào túi bóng, vứt xong. Đốt ở đây không cháy. Lội suối đi. Sang rồi. Cát lún đấy nhá. Buổi trưa nhanh gọn. Ở trên này đúng là mùa chít thật. Gặp rất nhiều người dân họ đi hái chít. À, đau quá. Đây, hai bố con đi hái chít về. Ô. Lấy chít về à anh? Đi hái chít à? Nhà mình ở đâu? Nhà ở đâu? Chỗ bản ấy này à? Sắp về chưa? Trong này có bản người La Hủ không? Đi sâu vào trong này này. Một bản à? À. Chít này thì bán được bao nhiêu tiền một cân? Tươi tươi thì 4.000. 4.000 một cân tươi à? Ờ, thế một ngày lấy được bao nhiêu cân? Không biết. Không biết à? Ừ, không biết. Bản mình là ở chỗ tái định cư này cái gì? Vâng. À, thế chiều em vào nhà anh chơi được không? Không sao. Hả? Chiều em vào nhà anh chơi được không? Xong rồi bắt con gì ấy mổ ăn được không? Hả? Em giả tiền, em gửi tiền. Được không? Hả? Không có con gà hả? Thế có con gì không? Không. Không có. Thế à? Thế em bảo chiều em muốn vào cái bản tái định cư này này. Vâng. Ừ, muốn thăm thế là em nhà thì đưa xe ở dưới mà. Ừ. Xe ở dưới ở xa bên kia mà. Ừ. Đây bảo không phải đâu xa bên kia. Nhà không phải nhà anh ở bản này à? Ờ phải nhưng mà đi qua bờ một tí so với có một cái nhà ấy đưa ở dưới. À thế nhà anh ở đấy à? Vâng. À ok. Rồi hai bữa con đi lấy chít. Thằng này đi học không? Có à? Thế hôm nay không đi học à? Bỏ học rồi à? Bỏ học à? Rồi hai bữa con đi đi. Để chiều gặp nhau nhá. Ừ. Mình có số điện thoại ở đây chả có sóng mà gọi nhau nhỉ? Không có sóng. Ờ. Ôi. Đen rồi. Sao đấy? Quẹt vào hòn đá rồi. Chảy máu rồi. Ây, chảy máu này sao đi giày được ta? Mình còn băng gâu hay sao mà. Ây giời. Ôi giời, dỉ máu ra nhiều quá này. Thế nó cũng không vấn đề gì nhưng mà đi giày nó khó. Ngồi chân tôi. Thế là đã có sự đổ máu. Ăn được bát mì tôm thì đổ máu chân này. Thế nó có cây chó đẻ không nhỉ? Hả? Cây chó đẻ không nhỉ? Cầm máu phát nhỉ? Không có nha, không có. Rồi ok. Nhiều không? Có miếng rán ở gâu không? Biết rồi. Đợt vừa rồi đi mình không chuẩn bị. Anh quẹt vào hòn đá đau quá.